Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTuber của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình ạ. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề như sau. TV 4K nào nhanh hỏng nhất hiện nay? Vâng. Và TV 4K của hãng nào đang sở hữu nhanh hỏng màn hình nhiều nhất hiện nay? Thì theo cái kinh nghiệm của mình và cũng như mình đã nhận rất là nhiều sản phẩm của một số hãng về sửa chữa, về ban bệnh của màn hình, thì mình thấy được về vấn đề TV 4K hỏng màn hình nhiều nhất hiện nay thì đang thuộc về dòng TV của hãng Samsung các bạn ạ. Thì với model mà hỏng màn hình rất là nhiều và hầu như là hỏng đại trà thì đang thuộc về model của 43KU6000. Model 43KU6000 và của Samsung với hiện tượng bị nhảy hình ảnh. Thì mình làm một cái video này thì mình đưa lên, mình muốn giới thiệu với các bạn để các bạn biết được những cái dòng TV 4K hiện nay đang gặp sự cố vào màn hình rất là nhiều là model của hãng nào. Và chất lượng hình ảnh của TV 4K thì như các bạn đã được biết rất là đẹp so với chế độ hình ảnh của Full HD, bởi vì cái độ phân giải màn hình của TV 4K nó gấp đôi so với độ phân giải của TV Full HD. TV Full HD thì có độ phân giải màn hình chỉ là 1920 x 1080, trong khi đấy TV 4K thì có độ phân giải màn hình là 3840 x 2160. Đấy, độ phân giải của nó rất là cao. Và với dòng TV 4K mà màn hình rộng thì cái điểm ảnh được bố trí toàn màn hình, nó đủ được cái số lượng điểm ảnh rất là cao, thì các bạn sẽ phân biệt được và nhìn được cái hình ảnh, chất lượng hình ảnh rất là đẹp. Và mình quay lại với chủ đề ngày hôm nay rằng vậy thì TV 4K nhanh hỏng màn hình nhất là model nào và của hãng nào? Và như lúc đầu mình nói thì thuộc về Samsung và con 43KU6000. Và model 43KU6000 mà bị nhảy hình ảnh thì mình cũng đã nhận sửa rất là nhiều vấn đề TV 4K bị nhảy ảnh như vậy và có sửa được hay không. Thì bên mình về nhận về cái sản phẩm ấy về thì sửa được rất là nhiều. Nhưng quan trọng là video này mình muốn giới thiệu dòng TV 4K nào nhanh hỏng màn hình nhất và tại sao lại nhanh hỏng màn hình. Vâng. Bởi vì cái đường tín hiệu màn hình đưa lên rất là nhiều và dường như cái bố trí không hợp lý dẫn đến hiện tượng đánh lửa màn hình, làm cho màn hình rất là nhanh hỏng các bạn ạ. Và sản phẩm 43KU6000 của Samsung thì được sản xuất vào tháng 10/2016, tung ra bán trên thị trường, bán vào tháng 10/2016. Và bây giờ tháng 7/2019 mới được có hơn gần 3 năm các bạn này. Và hỏng màn hình rất là nhiều và dường như là đại trà. Đấy. Rồi, video giới thiệu về với các bạn về vấn đề TV 4K nào nhanh hỏng màn hình nhất hiện tại. Thì mình trong quá trình mình sửa chữa, mình đọc được, mình tích lũy được một chút kinh nghiệm mình chia sẻ với các bạn để các bạn biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.